chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị gì cho Tết âm lịch của chúng ta chưa nè? Bữa nay là gần ngày rằm rồi đó mọi người. Hôm nay thì Tâm Tâm đang chở bà mẹ quê đi trên đường Trần Văn Khéo. Và ngay chỗ này là chợ Cái Khế. Bên tay phải của chúng ta đó là nhà lòng chợ thực phẩm của chợ Cái Khế nha. Thì ở phía trước người ta đã có bày bán những cái nụ tầm xuân, nhìn rất là đẹp rồi. Và bây giờ thì Tâm Tâm sẽ quay một vòng chợ Cái Khế. Ở bên trong nhà lòng bán quần áo, bán đồ phụ kiện á, xem hôm nay như thế nào nha. Coi có đông người mua bán hay không nha. Gần Tết rồi ai cũng đi sắm Tết hết. Nhưng mà xu hướng bây giờ thì người ta thích đi mua đồ ở các cái shop, rồi những trung tâm thương mại lớn, thay vì là đi các chợ truyền thống như là ngày xưa. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ vào bên trong chợ Cái Khế xem tình hình buôn bán ở đó ra sao nha mọi người. Đi thôi. Thì thay vì mình chạy thẳng vào bên trong chợ, gửi xe vào chợ luôn, thì Tâm Tâm sẽ bắt đầu quay ở trên đường Trần Văn Khéo nè. Đi dài hết đường Trần Văn Khéo, sau đó quẹo qua bên hướng Trần Phú, rồi mình bọc ngược trở lại để cho mọi người xem ở xung quanh chợ Cái Khế á. Tại vì có một số cô chú anh chị đi xa quê đã lâu thì có thể là sẽ thấy bây giờ tình hình ở khu vực chợ Cái Khế ở trên này rất là khác so với ngày xưa nha. Ở đây hai bên đường Trần Văn Khéo á, có rất là nhiều quán, nhà hàng mới mở rất là lớn, nhìn rất là đẹp luôn ha. Thẳng ở dưới kia mình đã quay cho mọi người xem ở dưới đường Sông Hậu đó. Trong video đường Sông Hậu mình cách đây mới upload lên mấy ngày thôi. Bây giờ Tâm Tâm chạy qua đường Lê Lợi, sau đó quẹo vào Trần Phú để đi ngược trở lại ở nhà lòng bán quần áo, bán phụ kiện nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ quẹo vào trong, hướng chỗ bên này là nhà lòng bán quần áo nè. Ở đây phía trước có một bãi giữ xe, nhưng mà Tâm Tâm sẽ không gửi xe liền, mà mình sẽ chạy bọc một vòng để xem ở đây người ta bán buôn như thế nào nè. Thì mình thấy là rất là nhiều chỗ bán bánh mứt Tết nè, rồi đồ trang trí cũng đã bày ra. Trong tầm khoảng thời gian này thì có vẻ là mọi người vẫn chưa có đông đúc hẳn ha. Tại vì chưa có qua ngày 20 đó, cho nên là bây giờ chợ thì mình thấy vẫn như bình thường. Những cái ngày thường mình hay đi thì chợ vẫn như thế này nè. Cửa hàng ngay góc đường này mới mở hay sao mà mấy hôm trước mình đi thì không thấy. Quá trời là đồ luôn, bán đồ chơi trẻ em, đồ trang trí, dụng cụ thể thao. Bây giờ thì mình sẽ quẹo xuống dưới đường này, mình sẽ quay cho mọi người xem một chỗ tiệm bán bông hoa giả, nhưng mà lớn lắm và đẹp lắm. Đây nè, chỗ này bán rất là nhiều cây hoa giả, nhìn mà đẹp quá chừng luôn ha mọi người. Cửa hàng lớn á, bởi vậy bày trí ra nhiều được, cho nên nhìn rất là bắt mắt luôn. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Ung Văn Khiêm. Và thật sự thì Tâm Tâm nói mọi người đừng có cười Tâm nha, là tại vì mình đi chợ Cái Khế biết bao nhiêu lần rồi, thì mình không có để ý là những cái con đường nhỏ nhỏ nằm kế bên trung tâm thương mại Cái Khế đâu. Mà cho tới lúc mà mình chia sẻ giới thiệu với mọi người đó, hoặc là mình chỉ đường cho ai đó, thì mình mới lên mình tìm cái tên đường cho chính xác thôi. Chứ mình đi đường á, thường thường là mình ít có để ý tên đường lắm. Mình biết cái chỗ đó đó, nhưng mà khi mà ai bất chợt hỏi mình á, thì mình không biết đường chỉ, tại vì mình không có để ý tên đường. Rồi bây giờ mình quay đầu lại, mình quay hướng bên này cho mọi người xem nha. Hôm nay thì bà mẹ quê làm cameraman đó nha mọi người. Thấy mẹ quê quay chuẩn không? Nếu thấy mẹ quê quay hay thì mọi người hãy nhớ cho mẹ quê một like nha. Còn nếu ai đang xem video mà chưa bấm đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào cái chuông báo để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh Gia Đình Vui Vẻ Của Tâm Tâm nha. Thì đó là 30 giây để mình quảng cáo cho kênh thôi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi một vòng nữa nha. Thì mình mới vừa chạy qua là một cái bãi giữ xe. Bãi giữ xe nằm ở trên cao dành cho xe gắn máy á, thì mới được làm cách đây vài năm. Và xe ô tô thì mình đậu ở bên đường thôi, chứ mình không có cái bãi giữ. Bây giờ thì mình đang đi trên đường Hồ Tùng Mậu. Ở bên đây người ta cũng bày bán quá chừng là bánh kẹo mứt Tết luôn đó mọi người.
Thì Tâm Tâm quay đầu xe lại để mẹ quê quay cận cảnh, cảnh người ta buôn bán nè, rất là nhiều đồ, bánh mứt, bánh kẹo Tết nè, người mua người bán gì cũng tấp nập hết trơn á. Bây giờ thì mình chạy hết rồi, mình sẽ đi vào bên trong nhà lồng chợ để xem có nhiều người tới đây mua quần áo sắm sửa Tết không nha. Vô tới đây là mình sẽ gửi xe nha bà con. Bây giờ thì Tâm Tâm đã trở về vị trí là cameraman thay vì làm tài xế Grab nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ theo chân bà mẹ quê để đi hết nhà lồng chợ Cái Khế luôn nha mọi người. Bây giờ thì mẹ quê đang lựa đồ ở bên kia, mình sẽ quay một vòng ở bên này coi sao. Chỗ này thì tiệm bạc, tiệm vàng. Mẹ quê lựa mấy cái khăn, mua một cái khăn choàng cho bà ngoại của mình nè. Chỗ này bán khăn, bán nón, vớ, khẩu trang, quá trời nhiều luôn. Vô đây là đi theo mẹ quê thôi mọi người ơi. Bây giờ thì mẹ đang đi lên trên lầu. Trên lầu thì bán quần áo nha. Dưới này thì bán các loại giày, dép, túi xách. Hồi xưa mà nghe ai đi lên chợ Cái Khế mua quần áo, sắm đồ đó là thấy người đó sang dữ lắm luôn đó mọi người. Tại vì trên này bán rất là nhiều loại quần áo, đồ đẹp luôn. Mà đặc biệt đó là giá cao nữa. Vô đây là phải trả giá kịch liệt luôn mới được đó. Đi vô đây thiệt là hoa mắt chóng mặt luôn á. Quá chừng là quần áo nè, người ta treo lên rất là nhiều xào đồ luôn. Đủ thứ quần áo, đủ chủng loại luôn á. Quần áo người lớn, quần áo trẻ em, rồi đồ cho giới trẻ hay là đồ cho người trung niên cũng có, nam nữ gì cũng có hết. Nhưng mà mình thấy là chợ cũng không có đông cho lắm, hoặc là tại vì mình đi không có đúng giờ người ta bán được á, cho nên là mình thấy chợ hôm nay cũng lưa thưa. Người mua thì không có thấy nhiều nè, mà quần áo thì thấy quá chừng luôn. Và cũng có thể là tại vì giới trẻ bây giờ á, thích đi mua ở các cái shop quần áo hơn. Tại vì ở đó thì mình không có trả giá, còn vô chợ Cái Khế á, thì mình phải trả giá. Mà Tâm Tâm là một trong những người không biết trả giá đó mọi người. Mình đi mua mình thấy ví dụ món đó 50.000 thì mình đi vô siêu thị mình trả 50.000 thôi, chứ mình không có biết trả giá. Mà mẹ quê á là quen đi chợ rồi, cho nên á là mẹ quê có thể xác định được cái món hàng đó giá trị nó là bao nhiêu để mà mình mua đúng giá. Mình trả giá là tại vì mình muốn mua một món đồ đó với đúng cái giá trị của nó thôi. Chứ nhiều khi á, người bán ở trên này họ có thể cộng các cái thứ như là tiền vốn, rồi tiền vận chuyển, vân vân, cộng vào rồi họ tiền lời của họ nữa. Cho nên là họ tính một cái mức giá nó cao hơn thật so với giá trị của món đồ á. Đi nãy giờ thì các chị em đã lựa được bộ nào ưng ý cho mình chưa nè? Tâm Tâm thì nãy giờ lo quay phim không à? Mình nhìn xuống bãi giữ xe ở ngoài phía trước nha. Ở đây có một shop này nè, bên trong chợ nha. Họ bán rất là nhiều đồ trung niên, áo nào cũng có kết hạt, đính đá hết á, nhìn lấp la lấp lánh quá chừng luôn mọi người. Tâm Tâm quay cho mọi người xem nè. Còn ở đây là từ phía trên mình nhìn xuống dưới. Bây giờ Tâm Tâm đi xuống dưới nha. Bây giờ thì mình đã xuống dưới tầng trệt của nhà lồng rồi nè. Mình sẽ quay một vòng ở dưới đây cho mọi người xem nha. Xem mọi người có tới đây mua bán, mua đồ nhiều không, sắm sửa gì cho Tết Tân Sửu 2021 rồi. Ở đây thì mình thấy người ta bày bán rất là nhiều những cái phụ kiện làm tóc, cột kẹp, rồi rất là nhiều chủng loại giày dép luôn. Nhiều ơi là nhiều luôn á. Mẹ quê đi phía trước nhìn đồ đó. Những cái lô ở trong này thì không có lớn lắm. Lô nào mà mình thấy rộng á là có thể là người ta mua hai lô đó, để mà người ta bày hàng cho nhiều, cho đẹp ra, để thu hút khách. Wow, giỏ Gucci, Chanel, LV kìa. Mọi người lựa một cái giùm Tâm Tâm nha.
Đi chợ này á thì mình thấy rất là thích mắt, nhiều đồ đạc nè, rồi quay phim đẹp. Nhưng mà tâm thích nhất á là đi chợ hoa, và còn thích hơn nữa là đi tới những cái cửa hàng bán đồ bánh kẹo mứt Tết á. Tới đó mình có thể ăn thử nè, rồi mình có thể mình lựa chọn được một số các loại bánh kẹo mà trong ngày Tết mình ăn rất là ngon luôn. Tâm Tâm thì tính thích ăn uống vậy đó, mọi người đừng cười Tâm nha. Wow, mọi người ơi, mọi người ơi, lại đây xem nè, quá chừng là vàng luôn á, đẹp quá hả? Cái này vàng giả nha, nhưng mà đẹp y như thiệt luôn á. Cái cọng này nhìn giống như là hột xoàn vậy đó mọi người, quá trời luôn. Tâm Tâm khoái quay mấy cái này lắm, quay vô nhìn lấp la lấp lánh, đẹp ơi là đẹp luôn. Vòng xi men rồi nhẫn, bông tai, kiềng, có ai lựa được món nào chưa? Nói cho Tâm nghe nha, bình luận ở dưới để cho Tâm Tâm biết nha. Ở đây thì đồng hồ nè, tới khúc này nhìn quá đẹp ha mọi người, sáng rực luôn. Hôm nay đi chợ Cái Khế thì mọi người đã sắm Tết được những món gì rồi nè? Hãy nhớ bình luận ở phần bình luận bên dưới cho Tâm Tâm biết nha. Riêng Tâm á thì không có thích gì hơn là những cái món đồ ở trong mấy cái tủ này nè, nhìn lấp lánh đẹp quá. Ra tới đây thì chúng ta cũng đã đi giáp hết nhà lồng 1 của Trung tâm Thương mại Cái Khế Cần Thơ rồi. Thì bây giờ Tâm Tâm xin tạm dừng video clip của mình tại đây, quay thêm một số hình ảnh bánh kẹo cho mọi người xem nữa nè. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình vui vẻ của Tâm Tâm đến giây phút này nha. Bây giờ thì Tâm xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video clip lần sau nha. Bye bye. Mọi người ủng hộ thì hãy nhớ bấm nút like và share, subscribe nha.